Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Kiếm Mặt Channel. Như vậy là nhà sản xuất Yuzu của Singapore, cha đẻ của tựa game đình đám Live Hotel, đã chính thức ra mắt tựa game League of Valhalla. League of Valhalla là một tựa game lấy bối cảnh Bắc Âu, là một tựa game MMORPG nhập vai với đồ họa 3D vô cùng đẹp mắt. Game lấy bối cảnh thế giới loài người, được xây dựng lại sau khi những vùng đất bình yên được tạo ra bởi các vị thần đã bị một kẻ ác tên là Loki phá hủy. Được dẫn dắt bởi thần ánh sáng, những con người ngoan cường đã bắt đầu chống lại một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, Loki và những thế lực của hắn thì bắt đầu âm mưu phá hủy vùng đất và cuộc chiến lại diễn ra. League of Valhalla Mobile sở hữu đồ họa 3D với thiết kế thế giới mở. Người chơi sẽ được chiêm ngưỡng những kiến trúc cổ xưa theo phong cách Bắc Âu và khung cảnh môi trường được khắc họa chi tiết và vô cùng tinh tế. Dù là đi qua những bình nguyên hay lang thang trong những sa mạc bất tận, hoặc thậm chí dấn thân sâu vào những khu vực rừng rậm nguy hiểm thì tựa game này vẫn mang đến những trải nghiệm nhập vai đầy đủ nhất thông qua những hình ảnh 3D đẹp mắt cùng vô vàn hiệu ứng bắt mắt và đặc biệt là hệ thống điều khiển cực kỳ linh hoạt và sắc bén. League of Valhalla cung cấp những chiến trường 100-100 cực kỳ hoành tráng, trong đó bạn còn được tự do kiểm soát mọi góc nhìn, kèm theo cơ chế chiến đấu mượt mà, hiệu ứng kỹ năng ngoạn mục tạo cảm giác vô cùng phấn khích. Bên cạnh đó, người chơi League of Valhalla cũng có thể sáng tạo và sử dụng kết hợp các kỹ năng độc đáo trong các trận chiến PvP, hình thức 1v1 hoặc là 3v3. Cùng với nó là hệ thống PvE phong phú. Đặc biệt, săn bốt là chìa khóa để có được những thiết bị, vật liệu hay tài nguyên mà bạn cần để tăng tiến sức mạnh của bản thân. Hơn thế nữa, dù phân chia ra các class nhân vật, nhưng mà League of Valhalla Mobile không giới hạn khả năng phát triển theo một định hướng nhất định. Người chơi có thể phân bố thuộc tính theo chính xác những gì mình muốn để tạo ra các phong cách chiến đấu riêng. Như vậy là mỗi người chơi sẽ có những phong cách riêng biệt để có thể chiến thắng đối thủ trong tựa game này. Nếu không quá chú trọng đến chiến đấu thì người chơi cũng có thể chọn đi theo nghề phụ như là câu cá, săn bắt hoặc là nấu ăn cùng nhiều nghề phụ khác và nhận được những phần thưởng lớn thông qua chúng. Lúc mệt mỏi có thể đến quán rượu, làm một vài cốc bia với bạn bè hoặc là lang thang khám phá thế giới trên những vùng đất bất tận của tựa game này. Ngoài tính năng bang hội thì game còn có hệ thống giao dịch tự do, điều này khiến cho anh em vô cùng phấn khích và thoải mái. Đây cũng là một điểm mạnh của tựa game League of Valhalla này. Ok, đó là toàn bộ thông tin về tựa game này. Giờ chúng ta hãy trải nghiệm gameplay của tựa game này xem nó hấp dẫn ở những điểm gì anh em nhé. Game hiện tại có 5 class cho anh em lựa chọn và mình đã chơi đủ cả 5 class này. Thì mỗi class nó có những cái skill khác nhau. Và mình đặc biệt là thích cái class cầm cung. Nhưng mà ở đây thì mình đang chơi cái class cầm kiếm để làm cho anh em. Với cái dung lượng là 1,8 GB thì game đã thực sự làm tốt cái việc tối ưu hóa đồ họa cho game. Đồ họa cực kỳ đẹp. Đây như các mọi người thấy, có thể thấy anh chàng có cái tai nhọn này, cái khuôn mặt làm rất là chi tiết. Còn đây là mình sẽ cho mọi người xem các cái skill của cái nhân vật cầm kiếm này. Đặc biệt là vào thời gian đầu thì tất cả các hệ thống nhiệm vụ của game đều được auto tự động hoàn toàn, nên là anh em cũng không cần thiết phải điều khiển nhân vật quá nhiều. Rồi, cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi clip. Gameplay chi tiết vẫn còn ở phía sau. Anh em xem clip thì đừng quên để lại nút like cũng như là đăng ký kênh, đồng thời ấn vào cái chuông thông báo bên cạnh để cập nhật những tựa game hot và nóng nhất và mới nhất trên thị trường anh em nhé. Một lần nữa cảm ơn tất cả các anh em. Tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em trong các clip tiếp theo.
Yeah.